Các nội dung của môn bóng đá tại Đại hội Thể thao Châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2023 tại 9 sân vận động của nước chủ nhà Trung Quốc. 23 đội tuyển nam và 17 đội tuyển nữ sẽ tranh tài để tìm ra chủ nhân của tấm huy chương vàng Á vận hội lần thứ 19. Sau đây là tổng quan về 9 sân vận động sẽ tổ chức các nội dung của môn bóng đá tại ASEAN 19. Sân vận động Công viên Thể thao Hàng Châu là trung tâm của Đại hội Thể thao Châu Á 2022, nằm trong khu liên hợp thành phố triển lãm Thể thao Hàng Châu. Được khởi công từ ngày 26 tháng 12 năm 2009. Nhưng việc xây dựng chỉ thực sự bắt đầu từ năm 2011. Diện tích xây dựng là 229.000 m². Kế hoạch ban đầu là sẽ hoàn thành sân vận động này vào năm 2013, nhưng mãi đến ngày 11 tháng 8 năm 2019 nó mới chính thức được khánh thành. Sân vận động Công viên Thể thao Hàng Châu có sức chứa 80.000, đây là một trong ba sân vận động lớn nhất Trung Quốc khi mới khai trương, cùng với sân vận động Quảng Đông và sân vận động quốc gia Bắc Kinh. Kinh phí xây dựng cho toàn bộ khu liên hợp thể thao là 850 triệu đô la Mỹ. Sân vận động có 3 tầng khán đài bao quanh. Một khoảng trống được tạo ra ở khán đài phía Bắc để có thể nhìn ra dòng sông cạnh sân vận động. Ý tưởng thiết kế phía ngoài sân vận động dựa trên kết cấu lụa và nước sông tiền đường năng động. Cấu trúc này được bao phủ bởi các kết cấu kim loại có hình dạng giống như cánh hoa, có tổng cộng 28 cánh hoa lớn và 27 cánh hoa nhỏ hơn, khiến sân vận động nhìn từ bên ngoài giống như một bông hoa sen. Tại ASEAN 19, sân vận động Công viên Thể thao Hàng Châu sẽ chỉ tổ chức duy nhất trận chung kết của nội dung bóng đá nam vào ngày 7 tháng 10. Sân vận động Trung tâm Thể thao Hoàng Long được khởi công xây dựng vào tháng 6 năm 1997 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Trên khu đất có diện tích là 15 ha và tổng diện tích xây dựng gần 100.000 m². Sân vận động này chính thức khánh thành vào tháng 10 năm 2000. Nó được trang bị mái che dây văng kiểu tháp đôi. Sân vận động Trung tâm Thể thao Hoàng Long có sức chứa 51.971 khán giả. Khán đài sân vận động có màn hình vòng dài hàng nghìn mét. Vòng trên dài khoảng 590 m, vòng dưới dài khoảng 490 m, diện tích tổng hợp của hai màn hình vòng lên tới hơn 1.000 m². Sân vận động còn có 24 máy chiếu laser, có thể chiếu lên độ cao lên tới 85 m. Hiệu ứng chiếu của máy chiếu laser có thể thấy rõ trong phạm vi 2 đến 3 km. Tháp Nam và tháp Bắc của sân vận động có thể xem là hai màn hình lớn có độ phân giải cao trên bầu trời, có thể trình diễn các màn trình diễn ánh sáng và trình chiếu hình ảnh trực tiếp về các sự kiện hoặc buổi biểu diễn trong thời gian thực. Vào tháng 12 năm 2019, Trung tâm Thể thao Hoàng Long đã đầu tư khoảng 1,06 tỷ nhân dân tệ để khởi động dự án cải tạo, phục vụ tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á 2022. Tháng 12 năm 2021, Trung tâm Thể thao Hoàng Long đã hoàn thành việc nâng cấp và cải tạo cho Đại hội Thể thao Châu Á. Hiện tại, sân vận động này đang là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Chiết Giang, đội bóng đang chơi tại Chinese Super League. Sân vận động Trung tâm Thể thao Thượng Thành nằm trong Trung tâm Thể thao quận Thượng Thành của thành phố Hàng Châu. Được xây dựng vào tháng 9 năm 2009. Có tổng diện tích xây dựng là 16.000 m². Sân vận động này có sức chứa 13.500 chỗ ngồi. Sau khi được xác nhận là một trong những địa điểm thi đấu cho các nội dung của môn bóng đá của Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 tại Hàng Châu, sân vận động đã bắt đầu lên kế hoạch cho công việc cải tạo và nâng cấp vào cuối năm 2017. Tháng 4 năm 2019, dự án nâng cấp, cải tạo sân vận động chính thức được khởi công. Hệ thống chiếu sáng đã được nâng cấp toàn diện bằng việc thay thế toàn bộ đèn LED, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, đảm bảo độ sáng. Khi đèn bật vào ban đêm, các tấm pin mặt trời ở hai bên sân vận động sẽ đổi màu. Từ trên cao nhìn xuống, chúng trông giống như một chiếc đèn lồng. Biến sân vận động Trung tâm Thể thao Thượng Thành trở thành một tòa nhà nổi bật về đêm dọc theo sông Tiền Đường. Sân vận động Trung tâm Thể thao Lâm Bình nằm trong Trung tâm Thể thao quận Lâm Bình của tỉnh Chiết Giang, ở phía nam đại lộ Nhân dân Lâm Bình, phía đông đường Đông Hồ. Đây là địa điểm đầu tiên bắt đầu quá trình tái xây dựng và mở rộng cho ASEAN thứ 19. Sân vận động này chính thức mở cửa trở lại vào ngày 5 tháng 9 năm 2021. Sân vận động này có diện tích 22.050 m² và sức chứa 10.200 chỗ ngồi.
Mặt sân sử dụng cỏ hỗn hợp nhân tạo và tự nhiên để đảm bảo độ bền và những màn trình diễn tối ưu cho các cầu thủ. Sân vận động Trung tâm Thể thao Lâm Bình được trang bị hệ thống thị giác mắt diều hâu được sử dụng trong nhiều môn thể thao như quần vợt và bóng chuyền để theo dõi quỹ đạo của quả bóng và hiển thị hồ sơ về đường đi hỗ trợ cho các việc thống kê các dữ liệu của trận đấu. Sân còn có hệ thống khuếch đại âm thanh. Trung tâm Thể thao Lâm Bình tích hợp khái niệm thiết kế con đường tơ lụa với thiết kế đường cong linh hoạt và cấu trúc nền tảng hành lang để đạt được sự kết nối chân chu giữa 5 địa điểm chính. Tất cả các địa điểm tại trung tâm đều được trang bị đèn LED tiết kiệm năng lượng. Thông qua hệ thống điều khiển ánh sáng thông minh, các chức năng khác nhau như chế độ lễ hội và chế độ tiết kiệm năng lượng có thể được thực hiện. Về đêm, mái nhà của các địa điểm tại trung tâm xen kẽ ánh sáng nhiều màu sắc như xanh dương, vàng, tím, tạo thành một cảnh đẹp trong màn đêm, thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của vùng sông nước Giang Nam. Đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ thi đấu cả 3 trận tại vòng bảng trên sân vận động này. Sân vận động Trung tâm Thể thao Tiêu Sơn được xây dựng trên nền một sân vận động cũ tại quận Tiêu Sơn, Hàng Châu. Việc phá dỡ sân vận động cũ được thực hiện vào tháng 3 và tháng 4 năm 2019, sau đó sân vận động mới bắt đầu được xây dựng. Diện tích xây dựng là 15.000 m². Sân vận động này chính thức khánh thành vào ngày 22 tháng 7 năm 2022. Với khán đài một tầng có sức chứa 10.118 khán giả. Khán đài được trang bị ghế gập, bốn phía có màu sắc khác nhau, xanh nhạt, tím, xanh đậm và đỏ. Sân vận động này cũng sử dụng cỏ hỗn hợp cho mặt sân, với 95% cỏ tự nhiên và 5% cỏ nhân tạo. Mặt tiền sân vận động được tạo thành bởi các đường ngang có thể được chiếu sáng vào ban đêm. Đèn pha và đèn tuyến tính 3 chiều ở bên ngoài sân vận động không chỉ phản ánh cấu trúc bên trong của địa điểm mà còn làm nổi bật kết cấu vật liệu của sân vận động. Màu sắc ánh sáng ban đêm của toàn bộ địa điểm Trung tâm Thể thao Tiêu Sơn là trắng, xanh lá cây, xanh lam và các màu khác để phản ánh dòng chảy của sông Tiền Đường và tạo ra hiệu ứng ánh sáng độc đáo. Tại ASEAN 19, sân vận động Trung tâm Thể thao Tiêu Sơn chỉ tổ chức các trận đấu của nội dung bóng đá nam. Sân vận động Kim Hoa nằm trong Trung tâm Thể thao Kim Hoa ở quận Vũ Thành, thành phố Kim Hoa của tỉnh Chiết Giang. Tháng 9 năm 2009, sân vận động này chính thức được khởi công xây dựng. Diện tích xây dựng sân vận động khoảng 44.064 m². Nó chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 2013, với sức chứa 29.800 chỗ ngồi. Để tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á 2022, sân vận động Kim Hoa được nâng cấp và cải tạo bắt đầu từ năm 2020, bao gồm thay thế mặt cỏ tự nhiên theo tiêu chuẩn của FIFA, sử dụng cỏ lan dẫn 3 mà chúng ta thường biết đến với cái tên Zoysia Japonica. Ngày 18 tháng 6 năm 2020, sân vận động này đã tiến hành thử nghiệm hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Độ chiếu sáng trung bình của sân thi đấu đã lên tới hơn 2.500 lux, cao hơn nhiều so với mức chiếu sáng tối thiểu 2.000 lux mà ban tổ chức ASEAN Hàng Châu yêu cầu. Ngoài ra, hệ thống điều chỉnh độ sáng thông minh có thể dễ dàng chuyển đổi để đáp ứng các nhu cầu chế độ khác nhau, cung cấp công nghệ điều khiển ánh sáng chính xác cho các nhu cầu đa chế độ như phát sóng độ phân giải cao về Đại hội Thể thao Châu Á Hàng Châu 2022. Công nghệ kiểm soát độ chói đã được cấp bằng sáng chế tạo ra một môi trường thoải mái hơn cho các vận động viên và khán giả. Kiến trúc trang nhã của sân vận động Kim Hoa mang lại cảm giác nhịp nhàng, bao gồm 68 kết cấu thép cho mái che, hình dạng thay đổi một cách có trật tự, giống như một hình lưỡi liềm đang mở ra. Sân vận động này cũng chỉ tổ chức các trận đấu của nội dung bóng đá nam tại Á vận hội Hàng Châu 2022. Sân vận động Đại học Sư phạm Chiết Giang, cơ sở Hàng Châu, nằm ở quận Vũ Thành, thành phố Kim Hoa, được xây dựng vào năm 2007 trên khu đất có diện tích khoảng 93.540 m². Để đủ điều kiện đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á, sân vận động rộng 9.212 m² đã được cải tạo bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 với tổng vốn đầu tư là 113,42 triệu nhân dân tệ, tương đương 17,45 triệu đô la Mỹ. Bao gồm các hạng mục nâng cấp dàn đèn chiếu sáng lên 2.000 lux, thay thế mặt cỏ tự nhiên của sân bóng đáp ứng tiêu chuẩn FIFA và làm mới đường pit đạt tiêu chuẩn của Hiệp hội Điền Kinh Trung Quốc. Sức chứa hiện tại của sân vận động Đại học Sư phạm Chiết Giang là 12.273 khán giả.
Sân vận động này có một tầng khán đài với chỉ phần khán đài trung tâm có mái che, các khán đài được làm cao so với mặt sân. Khán đài A và B được lắp ghế ngồi màu đỏ, trong khi khán đài C và D là ghế màu xanh dương. Trước đây, nơi đây đã tổ chức Đại hội Thể thao Đại học Chiết Giang lần thứ 12 và giải vô địch bóng đá Đại học Chiết Giang vào năm 2007. Sân vận động này cũng chỉ tổ chức các trận đấu của nội dung bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Châu Á sắp tới. Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Ôn Châu nằm ở phía nam của trung tâm hành chính quận Long Loan, cách trung tâm thành phố Ôn Châu 14 km. Được khởi công xây dựng vào ngày 29 tháng 6 năm 2018. Có tổng diện tích xây dựng 70.500 m². Sân vận động này chính thức hoàn thành vào tháng 9 năm 2021 với tổng vốn đầu tư khoảng 1,003 tỷ nhân dân tệ. Sức chứa của sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Ôn Châu là 50.000 khán giả. Nhìn từ bên ngoài, sân vận động trông giống như một chiếc thuyền buồm, còn nhìn từ trên không, nó giống như một con hải âu vừa sải cánh và bay lên. Mặc dù sân vận động chính của Trung tâm Thể thao Olympic Ôn Châu được làm bằng thép nhưng vẻ ngoài của nó lại rất mềm mại. Cấu trúc chính này cũng đã giành được giải vàng kết cấu thép Trung Quốc. Sân vận động sử dụng 410 bộ thiết bị chiếu sáng thể thao chuyên nghiệp LED công suất cao. Hệ thống điều khiển thông minh chuyển đổi các chế độ thông qua bảng điều khiển hoặc điện thoại di động, giúp điều khiển ánh sáng của sân vận động đáp ứng yêu cầu của các sự kiện thể thao và các chức năng như chiếu sáng tức thời, điều chỉnh ánh sáng theo điệu nhạc. Sân vận động này sử dụng cỏ Bermuda Tipot, loại cỏ này có đặc tính kháng lực và phục hồi nhanh chóng. Đường pit của sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Ôn Châu đạt tiêu chuẩn của IAAF. Tại ASEAN 19, sân vận động này chỉ tổ chức các trận đấu của nội dung bóng đá nữ. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu cả 3 trận tại bảng D trên sân vận động này. Sân vận động Trung tâm Thể thao Ôn Châu ở quận Lộc Thành, thành phố Ôn Châu. Được xây dựng vào năm 1996, với kinh phí xây dựng cho toàn trung tâm thể thao là 280 triệu nhân dân tệ. Sức chứa của sân vận động này là 18.000 khán giả. Để phục vụ ASEAN 19, sân vận động này cũng đã được cải tạo, bao gồm việc cải tạo mặt cỏ. 18 cảm biến được lắp đặt dưới mặt cỏ để thu thập dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm, độ kiềm, axit, cũng như cường độ ánh sáng trên bề mặt cỏ, thời gian nắng và bức xạ mặt trời. Dữ liệu sẽ được truyền lên nền tảng đám mây, máy tính sẽ phân tích xử lý thông tin và đưa ra phương án hợp lý nhất để chăm sóc mặt cỏ. Ngoài ra, sân cũng được chiếu sáng bằng 296 bộ đèn thể thao chuyên nghiệp được lắp đặt trên 8 cột đèn. Đồng thời, được trang bị hệ thống điều chỉnh ánh sáng thông minh có thể chuyển đổi bằng một cú nhấp chuột. Để đáp ứng nhu cầu chế độ khác nhau, trong đó có nhu cầu phát sóng HD của Đại hội Thể thao Châu Á sắp tới. Sân vận động này hoàn thành cải tạo cho ASEAN 19 vào tháng 7 năm 2023. Sân vận động Trung tâm Thể thao Ôn Châu cũng chỉ tổ chức các trận đấu của nội dung bóng đá nữ.